Vừa lan có ba nhé, có ba xí mần này, có đẹp luôn, đang treo mới thành, nhưng mà không biết giá trị cây đâu nhá. Giá trị cây thì ai đến đây thì hỏi ông chủ nhé. Đây có ba thân dài, ba thân dài này mà dài tầm 1m2, cái này không biết là phi điều hay là cái gì chẳng rõ, nhưng cứ tết đẹp mà quay quay chia sẻ các bác nhé. Dòng hoa bố cũng có, phải dòng hiển oanh cũng có này, hello. Còn cái này là phi điệp tím à, giờ nó về mùa đông rồi nhìn không rõ lắm, qua thông cảm này, đẹp này. Thế mà dàn đây nhá, nó vác lên được thân rất là dài luôn. Ở đây ông chủ chơi chỉ thân đứng thôi này, đấy đẹp không? Rất đẹp chân đứng. Đây là các kỳ bắt đầu đi ra bộ rễ, đẹp chưa đấy. Cái này là cắt thân vừa chia kỳ nhá, lan thì xuống giá rồi nhưng mà nói chung là đẹp thì chia sẻ với mọi người thôi. Giọng thì rất là khàn này. Copa xi măng nhá, tại Copa xi măng anh chị đông vui. Giọng hơi khàn đi nhá, anh chị đông vui, quá đẹp luôn, cái thần tuyệt vời này. Toàn chơi thân đứng thôi, không đánh thân rủ luôn. Cái này được 1,5 m này, theo người đang thần rất là to này, chẳng rõ là loại dòng gì với dòng gì đâu. Để bác nào thông quan thì xem này, em chỉ biết quay thôi nhá. Vâng, chào các bác nhá.